có một bà già đang cầm một quả đấu gà ăn. Bà làm rơi xuống đất, bà nhặt lại và ăn. Hỏi bà làm mất cái gì? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Bà làm mất cái gì? Có phải là bà ạ? Mất cái gì ạ? Nào, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, trả lời nữa. Mất cái gì? Mất cái gì? Mất cái gì nào? Mất cái gì ạ? Mất cái đó xin mời về chỗ. Mất cái gì ạ? Đây. À. Đây, xin mời. À. Xin mời. Đây, tặng ở đằng trai, chú sao? Mất cái gì ạ? Mất cái gì? 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 Tiếp tục. Bây giờ sẽ là một câu hỏi tiếp theo dành cho anh. Có ai trả lời chính xác câu hỏi này? Cái gì là một phần quà đặc biệt của chương? Bây giờ mình nhớ nhá. Nhớ này. Bảy là quẩy là tùng quẩy là quẩy hết. Đặc biệt ạ. Và câu hỏi dành cho anh như sau. Ở giữa Thái Bình Dương là gì? Ở giữa Thái Bình Dương là gì? Ở giữa Thái Bình Dương là gì? Xin mời chàng trai. Nào, mình hoàn toàn chính xác. Chúng ta vẫn chưa tìm ra được chủ nhân của bài đặc biệt ở trong đôi đầu tiên này. Hy vọng rằng chàng trai hay là chàng một đấu sẽ trả lời chính xác câu hỏi tiếp theo mình vừa đưa ra. Sẵn sàng chưa? Vâng. Hay là áo mưa sao cốc. À, một chiếc tai nghe sẽ được dành tặng cho bạn. Đây sẽ là một chiếc tai nghe vô cùng tuyệt vời đến từ iGirl. Một tay tay lớn để chúc mừng cho chàng trai chúng ta đã hoàn thành xuất sắc trở thành đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Và quý vị có muốn tiếp tục nhận quà đến từ